Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật cùng chúng tôi những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng, Bộ Công an thông tin kết quả điều tra bước đầu về Thủy Tiên Trấn Thành làm từ thiện, lộ sự thật cực sốc. Cựu Chủ tịch Hà Nội khai nhận nhờ Tổng giám đốc Nhật Cường biếu hộ quà Tết. Hồ Hữu Nhân, người xưng ban chỉ đạo quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn kháng cáo kêu oan Chuyển mục đích đất nông nghiệp bừa bãi, 10 cán bộ phan thiết hầu tòa. Bình định khởi tố 16 bị can, làm giả chứng chỉ điều khiển tàu cá bán cho ngư dân. Triệt phá đường dây làm tiền giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự thanh niên liên tiếp vào nhà dân để trộm các điện thoại. Bắt giữ đối tượng ở Thanh Hóa đột nhập nhà bác ruột, đục két sắt, hốt toàn bộ tiền vàng. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Nóng, Bộ Công an thông tin kết quả điều tra bước đầu về Thủy Tiên, Trấn Thành làm từ thiện, lộ sự thật cực sốc. Chiều 28 tháng 12 tại cuộc họp báo về công tác kết quả cuối năm 2021, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã thông tin bước đầu kết quả điều tra về các nghệ sĩ làm từ thiện. Cuộc họp báo về tình hình kết quả công tác công an năm 2021 do Bộ Công an tổ chức. Tại cuộc họp, báo giới đề nghị Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu về các tố cáo liên quan việc kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ. Cho đổi về nội dung này, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niệm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biết, từ tháng 5 năm 2021 đến nay, trên các trang thông tin đại chúng và mạng xã hội, liên tiếp có những phản ánh về tình hình không minh bạch, về việc một số nghệ sĩ ca sĩ, một số cá nhân đứng lên kêu gọi từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ năm 2020, theo ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã vào cuộc xác minh và điều tra vụ việc này. Đại diện C02 nói, ngoài phản ánh trên mạng xã hội, cũng có một số trường hợp đã gửi đơn đến C02 để phản ánh nội dung này. Chúng tôi làm việc với những người gửi đơn, có trường hợp đã gửi tiền từ thiện 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Sau lùm xùm trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, những người này đã góp nhặt những tin tức từ các trang và viết thành đơn gửi đến C02. Những người gửi đơn này họ cũng không chắc chắn rằng những người đứng ra kêu gọi từ thiện chiếm đoạt tiền đã được huy động đóng góp. Cũng theo người đại diện C02, đơn vị đã xin ý kiến Bộ Công an phối hợp với các ngân hàng, các địa phương nơi xảy ra bão lụt và nhận được sự hỗ trợ từ thiện để làm rõ. Các nghệ sĩ ca sĩ và một số cá nhân có thực hiện hoạt động kêu gọi từ thiện để ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt và họ có công khai số tài khoản để các cá nhân tổ chức từ thiện gửi tiền vào. Đến một thời gian nhất định, các cá nhân này đã thông báo đóng tài khoản, dừng tiếp nhận tiền ủng hộ chuyển tới. Tướng Hồ sĩ niệm thông tin thêm, sau khi có lượng tiền vào các tài khoản để ủng hộ từ thiện, các cá nhân đó đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình đi đến các địa phương bị bão lũ trao tiền quà, ủng hộ người dân. Qua công tác nghiên cứu các tài liệu phối hợp với các ngân hàng, chúng tôi kiểm tra các tài khoản nhận tiền ủng hộ từ thiện thì xác định tiền vào ít hơn số tiền các cá nhân mang đi trao, hỗ trợ người dân đồng bào bị bão lũ. Việc này có xác nhận của Ủy ban nhân dân mặt trận Tổ quốc và các cá nhân. Đến nay C02 đã tổng hợp và đang trao đổi với cơ quan chức năng liên quan cũng như vị kiểm sát để tiếp tục xác minh, làm rõ thêm một số nội dung khác. Thời hạn xác minh sự việc này sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Lúc đó C02 sẽ có kết quả cuối cùng và thông tin rộng rãi đến công chúng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, 49 tuổi ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã liên tục livestream phát trực tiếp trên mạng xã hội nói về việc kêu gọi quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ ca sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đa Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Phản ứng với những thông tin bà Hằng nêu ra, nghệ sĩ Hoài Linh sau đó cũng sử dụng kênh YouTube cá nhân để giải thích việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng mà anh kêu gọi từ thiện. Lý do đưa ra là vì dịch bệnh, bận việc nên chưa đi trao tiền được. Cũng giống như Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đà Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành lần lượt lên tiếng khi bị cho là đã thiếu minh bạch trong thu chi hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện. Khoảng tháng 8 năm 2021, Đà Vĩnh Hưng chia sẻ video anh trực tiếp phản bác tin đồn nhận được 98 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ, trong khi chỉ giải ngân 1,8 tỷ đồng. Đà Vĩnh Hưng khẳng định đó là thông tin sai sự thật. Đến lượt Trấn Thành, chiều ngày 7 tháng 9, nghệ sĩ này công khai 1.000 trang sao kê có dấu đỏ của ngân hàng để làm sáng tỏ số tiền hơn 9 tỷ đồng trong tài khoản sau khi bị bà Phương Hằng nhắc tên. Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng công vinh Thủy Tiên cũng có mặt tại ngân hàng livestream việc sao kê tài khoản đã sử dụng để nhận tiền quyên góp từ thiện hỗ trợ người dân miền Trung. Công Vinh cho biết tính từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện, ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến 23 tháng 11, số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỷ đồng. Vợ chồng công vinh Thủy Tiên bác bỏ thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện. Không dừng lại ở việc livestream giải trình, các nghệ sĩ ca sĩ nói trên đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống. Trong đó, đơn tố cáo bà Hằng của ca sĩ Đà Vĩnh Hưng đã được công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền. Liên quan đến các sự việc trên, tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra chiều ngày 2 tháng 10 năm 2021, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cũng đã xác nhận Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện từ thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý kiểm tra xác minh các nguồn tin, Cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với các ngân hàng để tiến hành ra soát, xác minh tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp cũng như quá trình giải ngân. Cựu chủ tịch Hà Nội khai nhận nhờ tổng giám đốc Nhật Cường biếu hộ quà Tết. Ngày 28 tháng 12 tại phiên xét xử cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng với các đồng phạm liên quan vụ xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thẩm vấn ông Nguyễn Đức Trung về mối quan hệ với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Trình bày trước tòa, cựu chủ tịch Hà Nội cho biết mối quan hệ giữa ông và Bùi Quang Huy chỉ là như ngoài xã hội, chưa bao giờ đến nhà Bùi Quang Huy ăn cơm, không biết mặt bố mẹ Huy, chỉ biết tên bố của Huy. Ông Nguyễn Đức Trung nói: Tôi nói thật, cũng chưa bao giờ tôi đi ăn cơm riêng cùng với Bùi Quang Huy ở ngoài cả. Ngay sau đó, đại diện Viện Kiểm sát nhắc lại lời khai của ông Trung tại trại giam về việc ông thừa nhận có quan hệ thân thiết với Bùi Quang Huy. Có nhờ Huy đi biếu tặng quà cho một số người thân quen với bị cáo. Về việc này, cựu chủ tịch Hà Nội trình bày, Huy có chơi với một số người mà ông cũng chơi. Theo ông Trung, những người trên, năm nào ông cũng biếu quà Tết. Do đó Tết năm 2019, ông có nhờ Huy nhân tiện đi thì gửi cho giúp ông một chai rượu, một hộp ô lưu cho những người trên. Ông Trung Khai tôi nhớ có khoảng gần chục người nhưng là những người mà tôi biết, tôi chơi với anh Huy nên nhờ gửi đưa. Khi được hỏi về việc có biết công ty Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Trung làm giám đốc và công ty Nhật Cường ký kết hợp đồng hay không, ông Trung Khai vào tháng 5 năm 2019, sau khi báo chí Facebook đăng tin liên quan công ty Minh Hoa thì ông có hỏi vợ. Lúc đó vợ ông nói, cuối năm 2015, bị can Bùi Quang Huy làm cho công ty của bà một phần mềm để phát triển việc bán hàng. Ông Trung khai rằng, theo tôi hiểu thì đến lúc đó vợ tôi mới biết Huy dùng hợp đồng đó để cho vào hồ sơ dự gói thầu. Trước đó chiều muộn 27 tháng 12 khi hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định tôi và Bùi Quang Huy chỉ là quan hệ xã hội. Ông Trung cho biết khi làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì được cơ quan lập cho email công vụ nên email trung hình sự gmail com trước đó ông Trung sử dụng vẫn treo. Vì vậy sau này khi cơ quan điều tra và con bị cáo Trung mở ra thì tôi thấy có thư mà bị cáo Huy gửi cho bị cáo Trung liên quan đến gói thầu. Cụ thể về email trung hình sự gmail com bị cáo Trung thừa nhận có sử dụng nhưng rất ít xem. Cựu chủ tịch Hà Nội khẳng định ông không xem email của bị can Bùi Quang Huy để từ đó chỉ đạo việc dừng thầu. Đồng thời cho rằng ông đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố. Hồ Hữu Nhân, người xưng ban chỉ đạo quận 7 thành phố Hồ Chí Minh gửi đơn kháng cáo kêu oan ngày 28 tháng 12, bị cáo Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, quê Tiền Giang, trú tại quận 7, đã gửi đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân quận 7 đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và viện kiểm sát nhân dân thành phố. Bị cáo Hồ Hữu Nhân là người tự xưng thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid quận 7, cự cãi với bảo vệ siêu thị ION Citymart, phường Tân Phong, vào ngày 29 tháng 8 khiến dư luận bức xúc. Xét xử sơ thẩm ngày 15 tháng 12. Tòa án Nhân dân quận 7 tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nhân cho rằng mình tuy có sai phạm nhưng không phải là chống người thi hành công vụ mà bản thân không có ý thức chống người thi hành công vụ. Bị cáo Hồ Hữu Nhân thừa nhận bản thân có vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch và bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng là thỏa đáng phù hợp. Nhưng cho rằng Tòa Nhân dân quận 7 kết tội, bị cáo chống người thi hành công vụ là oan uổng. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8, Hồ Hữu Nhân điều khiển ô tô chở vợ đến siêu thị Ion City Mart quận 7 để mua sữa cho con và đồ dùng cá nhân trong gia đình. Tại đây Nhân dừng xe để vợ vào mua, nhưng nhân viên siêu thị từ chối vì lý do tình hình dịch phức tạp, không bán trực tiếp cho khách mà phải đặt mua online. Nghe vậy Nhân chạy xe đến trước siêu thị lấy thẻ công vụ mang chỉ đạo phòng chống dịch, đến gặp nhân viên. Qua giải thích về quy định phòng chống dịch thì Nhân vẫn tiếp tục xin vào siêu thị để mua hàng trực tiếp, nhưng bị từ chối. Lúc này, ông Đê, trưởng phòng kiểm soát an ninh hệ thống tại siêu thị, có trao đổi qua lại với bị cáo Hồ Hữu Nhân và xảy ra cự cãi. Toàn bộ quá trình có camera ghi lại và được lan truyền trên mạng xã hội. Chuyển mục đích đất nông nghiệp bừa bãi, 10 cán bộ Phan Thiết hầu tòa. Ngày 29 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến 10 cán bộ công chức thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết và chi cục thuế Phan Thiết. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn với 166 thửa đất tại ba xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi. Các ông bà Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết, Nguyễn Hữu Hoành, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết, cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hồ Luân là nhân viên của cơ quan, được giao nhiệm vụ xác định thông tin khu vực, vị trí đối với các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, những người trên không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến xác định sai thông tin khu vực, vị trí đối với 46 thửa đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Các ông bà Bạch Dân Vinh, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Thuế Phan Thiết, Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội trước bạ Thu Khác, Nguyễn Ngọc Quang, Đội phó Đội trước bạ Thu Khác, Đỗ Lễ, Công chức, được giao nhiệm vụ kiểm tra thông tin các thửa đất, xin chuyển mục đích sử dụng do Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết chuyển đến. Tuy nhiên, những người này thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, trong đó có 41 hồ sơ thiếu thông tin về thửa đất, không đủ căn cứ tính tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhưng không yêu cầu bổ sung thông tin mà tự xác định các thông tin còn thiếu và áp giá đất không chính xác, dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 3,6 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo được xác định vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hữu Hoàng xin vắng mặt vì lý do sức khỏe và không có mặt tham gia xét xử. Chủ tọa phiên tòa nhận thấy sự vắng mặt của bị cáo Hoành không đảm bảo cho việc xét xử nên đã hoãn phiên tòa, dự kiến xét xử trở lại vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Bình Định khởi tố 16 bị can làm giả chứng chỉ điều khiển tàu cá bán cho ngư dân. Ngày 29 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khám xét đối với 5 bị can trú tại phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Hải, thị xã Nhân Bình, Bình Định về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với 11 bị can khác, trong đó 10 bị can trú tại các xã ven biển thuộc thị xã Hoài Nhơn. Bị can còn lại là Nguyễn Tấn Hải, 53 tuổi ở thị xã Đức Phổ, là người có vai trò chủ mưu trong vụ án này nhưng lại đang bị tai biến nên cơ quan an ninh điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, Nguyễn Tấn Hải đã câu kết móc nối với nhiều người ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn, làm giả giấy tờ, chứng chỉ, phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy để hành nghề đánh bắt hải sản, rồi bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng. Chuyển phá đường dây làm tiền giả ở thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 12, Công an quận Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua công tác quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã phát hiện đường dây làm và tàng trữ tiền giả. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi sản xuất và tàng trữ tiền giả. Công an thu giữ tổng cộng 50 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 25 triệu, một tờ ép nhựa khổ A4, một tờ in 4 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng cùng nhiều công cụ phương tiện dùng để làm tiền giả. Liên quan đến hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước, Công an quận 12 cũng đã bắt giữ Trương Thị Cổng Châu, sinh năm 98, ngụ tại phường 14, quận Gò Vấp, là người cùng với Trần Sơn sử dụng các loại công cụ, phương tiện, làm giả nhiều con dấu, giấy tờ của cơ quan tổ chức. Hiện Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ các đối tượng, tiếp tục phối hợp điều tra và khởi tố trên các nhóm tội danh, làm tăng trữ tiền giả, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Được biết là trong thời gian qua, tội phạm liên quan đến tiền giả hoạt động ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng gây nhiều hệ lụy phức tạp đến nền kinh tế. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm này và khuyến cáo người dân nếu phát hiện tội phạm liên quan đến tiền giả, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự thanh niên liên tiếp vào nhà dân để trộm cắp điện thoại. Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự với Huỳnh Quốc Hòa, 30 tuổi, không có nơi cư trú nhất định, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hòa là người đã vào các cửa hàng buôn bán, quán ăn trên địa bàn quận Bình Tân, liên tiếp trộm cắp tài sản của người dân, mà tin tức 24 giờ TV chúng tôi đã được tin trước đó. Theo điều tra, ngày trưa ngày 7 tháng 12, chị P, 26 tuổi, đang nấu ăn tại nhà, cũng là cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp trên đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, Bình Tân. Chị P đặt điện thoại hiệu iPhone 7 Plus trên ghế tại phòng khách thì đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Kiểm tra hình ảnh camera, chị phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang che mặt vào nhà và lấy trộm điện thoại, sau đó chạy xe đi. Chiều 26 tháng 12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đưa đầu Hòa về trụ sở công an phường Bình Trị Đông để làm việc. Hòa thừa nhận đã trộm điện thoại của chị P và đem bán cho người không rõ lai lịch, được 500.000 đồng và đã tiêu xài hết. Ngoài vụ trộm nêu trên, Hòa đã thừa nhận mình tự thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 10, chạy xe đến quán nhậu trên đường Bình Trị Đông. Phát hiện chị Hát 29 tuổi, chủ quán đang nằm ngủ trên ghế bố đặt gần quầy thu ngân. Hòa đã lén trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của nạn nhân. Tài sản lấy được, Hòa đem bán cho người không rõ lai lịch, được 5 triệu đồng và đem đi tiêu xài hết. Tiếp đó, ngày 15 tháng 11, Hòa chạy xe máy ngang qua căn nhà trên đường Lê Văn Cuối, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân. Thấy cửa mở, người phụ nữ chủ nhà đang nằm ngủ dưới sàn. Hòa dừng xe vào nhà lấy trộm hai điện thoại. Ngoài ra, ngày 2 tháng 12, Hòa đột nhập vào cửa hàng nội thất trên đường Nguyễn Sơn, lấy trộm một điện thoại iPhone 12 màu trắng, một điện thoại iPhone 7 và một túi sách. Bên trong có số tiền mặt khoảng 2 triệu đồng. Toàn bộ tài sản lấy được, Hòa đem bán và tiêu xài hết. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Cơ mà xác định, Hòa đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản ra tù hồi năm 2019. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra xử lý. Bắt giữ đối tượng ở Thanh Hóa đột nhập nhà bác ruột đục két sắt, hốt toàn bộ tiền vàng. Ngày 28 tháng 12, công an huyện Quảng Sương, Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ Nguyễn Ngọc Trung sinh năm 96 ở tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, thủ phạm gây ra vụ phá két sắt, trộm cắp tiền vàng tại nhà bà Tê, sinh năm 1967 ở xã Quảng Trường. Trước đó, Công an huyện Quảng Sương nhận được tin báo tại gia đình bà T bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá kết sắt và trộm cắp 10 triệu đồng, 12 chỉ vàng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Sương đã nhanh chóng vào cuộc và điều tra xác minh, làm rõ ông Nguyễn Ngọc Trung chính là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên. Đều biết Nguyễn Ngọc Trung chính là cháu ruột của bà T. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận Do nợ nần nên khi biết nhà bác có cái đựng tiền vàng đã nảy ra ý định trộm cắp. Sáng ngày 9 tháng 12 khi thấy gia đình bà Tê đi vắng, Trung đã đột nhập vào nhà phá két và trộm cắp toàn bộ tiền vàng trong két, mang vào hang đá phía sau nhà mình cất giấu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24h TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.